Rồi, chào quý vị và các bạn. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Hôm nay thì ghé đây để dùng bữa cơm trưa đây. Đây là cá điêu hồng chiên á. Bên đây là măng xào này, canh súp này. Và đây là thịt kho. Đây là bữa trưa của chúng ta đây. Bên đây thì chỉ bán khá là nhiều món à. Đó, khá là nhiều món. Mọi người đang ngồi ăn này, bây giờ mình sẽ ăn cơm đã rồi lát xíu mình sẽ review tiếp nhé. Bên này là họ bán đồ tạp hóa này, bán gạo. Quán cơm này nằm ở lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Đây số bao nhiêu chị nhỉ? Số 31 à? Số này là số 031, lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật nhé cả nhà. Toàn cá nhỉ, cá chiên rất là giòn này. Buổi trưa này rất là nhiều người tới đây để mua cơm ạ. Mình quan sát thấy quán cơm này bán đây cũng khá là rẻ. Số 31 lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật ạ. Rất ngon đó cả nhà, cá này chiên giòn cái xương có thể ăn được. Rào hết mẹ hết lâu rồi. Dưới mỡ hơi rồi ạ. Nước thịt, nước kho thịt, nước thịt kho. Rất nhiều người mua mang về ạ. Rất ngon đó cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phụ. Xiên rất là giòn đấy. Đây là số 031 lô E chung cư Nguyễn Đình Thuật các cả nhà. Trưa hôm nay là ngày 22 tháng 4. Tuấn Dương đang ăn cơm, giờ đang 12 giờ. Xương là giòn sụn mà. Cái quán cơm mình bán được bao nhiêu năm rồi chị? 10 năm. Đây thì nhìn đồ ăn ngon nữa. Mình thì bán buổi trưa hay tối có bán không chị? 10 giờ tối. Tối có đủ món này không? À, thế để nào tối hôm qua. Tối nhiều khi tuồng còn nhiều hơn. À, tối chuyên sườn. Sườn cọng không? Đây, bán được 10 giờ sáng, 10 giờ tối rồi cả nhà. Cá rất là tươi. Chưa vô chờ chứ không chưa có ăn. Để thằng Kim dành hết hả? Chê chủ quán luôn à? Quán mình tên là gì chứ? Cơm tấm Kim Yến. Cơm tấm Kim Yến. Lô E số 031. Đó bạn nghe rõ nha. Cơm tấm Kim Yến. Lô E số 031. Bán từ 10 giờ sáng 10 giờ tối. Đây nhìn của chị tổng có đến 50 món tất cả không? 30 mấy món á. Ba mươi mấy món chúng ta tha hồ ăn đó cả nhà. Một tháng có 30 ngày mà có 30 món là chúng ta đổi món thoải mái ạ. Không sợ ngán. Miệng.
rồi ta. Rất ngon. Ăn rất là vừa miệng ha. Tính tiền giùm em chị ơi. Đây giờ đá luôn. Kìa 35. Giờ chúng ta sẽ thanh toán tiền đi. Vâng, của em hấp tính tiền, tính tiền. Xong cá 3 chọn. Cá 3 chọn. Măng. Đá không? Có thả đá. Dưới 10 ngàn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ review một vài cái món ăn ở đây nhé. Đây là chiến tích của bữa trưa ngày hôm nay này. Măng này, cá này, thịt này, rau, cơm, cơm giò su su, trà đá. Có giá là 47 ngàn. Địa chỉ là 031 Loe, chung cư Nguyễn Thiện Thật. Đây là món đậu bắp măng vàng, đậu chiên xả, ba thịt quay kho với dưa. Cá hú vậy. Kia là khổ qua xào trứng, đùi gà, bò xào, cá, búa xua món ạ. Đó, cá. Có rất là nhiều các loại cá. Kia là món món mắm ruốc. Đây thịt kho trứng này. Cá hú. Rồi, tụp lùm cá. Đây, cơm tấm Kim Yến, số 31. Đây, lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật ạ. Rất là đông người đang ngồi. Đây, địa chỉ là cơm tấm Kim Yến, lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3 nha cả nhà. Đây, chỗ này là các bác này nướng sườn. Ở đây sườn cũng của cơm Kim Yến ạ? Dạ, cơm Kim Yến. Đây, bác ấy đang nướng sườn. Đây gọi là sườn rẻ hay là sườn cọng ấy? Sườn miếng. Sườn miếng.
Đây kia là sườn cọng á, đây là sườn miếng nha cả nhà, sườn cây. Đây sườn miếng nha cả nhà. Sườn miếng. Đó. Bác cái này bác đã ướp sẵn rồi và bác chỉ việc nướng. Đây là sườn cây đây cả nhà. Bác gấp một miếng, bác gấp một cọng lên. Wow, trời ơi nhìn rất hấp dẫn à. Rồi cảm ơn bác. Rồi cả nhà có ăn cơm thì hãy ghé đây nhé. Cơm tấm Kim Yến, 31 Lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Rồi bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các cái clip kế tiếp.